Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay diễn ra trong 4 ngày. Đây là điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn các điểm đến yêu thích để trải nghiệm và khám phá. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, nhiều địa phương đã sẵn sàng các phương án và tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi, hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước. Để thu hút du khách đến với Quảng Bình trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, ngành du lịch đang phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, gắn với các điểm tham quan du lịch, các sản phẩm du lịch mới, các chương trình khuyến mãi, các sự kiện lễ hội tại địa phương đến với du khách, đồng thời triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao nhằm phục vụ nhu cầu của bà con trong dịp lễ. Những hoạt động truyền thống năm nay được chú trọng, điển hình như đua thuyền truyền thống ở các địa phương, chương trình nghệ thuật diễn ra tại thành phố Đồng Hới và các hoạt động âm nhạc, bắn pháo hoa vào đêm mùng 2 tháng 9. Hiện nay, các khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới phần lớn đã đạt hết công suất buồng phòng. Sở Du lịch cũng đã có văn bản chỉ đạo nhắc nhở doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách phục vụ, bảo đảm an toàn sức khỏe, an toàn trong du lịch, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra cho người dân và du khách. Tại thành phố Đà Nẵng, hàng loạt sự kiện văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ du khách sẽ được tổ chức sôi động và ấn tượng. Ngành du lịch đã chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng đón khách đến với các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Để đón khách vào dịp lễ này, các đơn vị du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị tốt về nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Ngoài các điểm đến quen thuộc như phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, ngắm cầu rồng phun lửa, nhân dịp lễ mùng 2 tháng 9, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt chuỗi sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ du khách. Điểm nhấn là đại nhạc hội La Ru yêu Đà Nẵng với màn biểu diễn ánh sáng bầu trời, lễ hội golf, các khu, điểm du lịch cũng có những chương trình riêng của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến lý tưởng của du khách, là cơ hội để gia tăng nguồn khách cho địa phương khi mùa cao điểm hè này, Đà Nẵng gần như cán đích các mục tiêu đề ra cho năm du lịch 2024. Với thời tiết mát mẻ, khí hậu dễ chịu cùng nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn là điểm đến được du khách lựa chọn trong hành trình du lịch. Lễ 2 tháng 9 năm nay, dự báo Đà Lạt Lâm Đồng sẽ thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng cho người dân và du khách, ngành du lịch Lâm Đồng đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất sẵn sàng chào đón du khách. Với 4 ngày nghỉ lễ, đa phần du khách chọn các điểm du lịch gần nên Đà Lạt Lâm Đồng là một trong những điểm đến thu hút nhiều khách ở các địa phương lân cận. Vì vậy, để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các huyện, thành phố đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị và tạo môi trường sống văn minh, an toàn cho cư dân địa phương và du khách. Chúng tôi triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các vị trí giao lộ trọng yếu trên địa bàn. Đồng thời là chúng tôi cũng tổ chức lực lượng để mà tuần tra kiểm soát xử lý theo cái chuyên đề, đặc biệt là cái chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, đơn vị có liên quan đã tiến hành rà soát, kiểm tra, nhắc nhở kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho du khách, không để xảy ra cháy nổ, móc túi, cướp giật. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải phục vụ khách chú đáo, tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cái sản phẩm như là ẩm thực, âm nhạc, lễ hội đều phải được quản lý một cách chặt chẽ theo đúng quy định của nhà nước. Hay là nâng giá, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả các cái yếu tố đó để đảm bảo rằng du khách đến đây không chỉ là thưởng ngoạn về mặt không gian, họ phải được phục vụ một cách chú đáo nhất. Dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ có 140.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.000 lượt khách. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ xác định công nghệ sản xuất chip vi mạch điều khiển, linh kiện bán dẫn là một trong những công nghệ lõi được định hướng phát triển trong thập kỷ tới. Với chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các chính sách đào tạo nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia làm nền tảng phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong tương lai.
Ngày 30 tháng 8, thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày Vi mạch bán dẫn năm 2024. Sự kiện đã đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình quyết tâm trở thành một trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung. Nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư đã được chính quyền công bố. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ 5% chi phí chuyển dịch máy móc trang thiết bị, nhà máy, trụ sở từ những địa phương khác về thành phố Đà Nẵng, cũng như chính sách hỗ trợ một phần thuê nguồn nhân lực chất lượng cao để hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu setup tại thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, nghị quyết 136 của Quốc hội cũng thông qua chính sách ưu đãi vượt trội liên quan đến ngành vi mạch bán dẫn, trong đó xác định các chính sách ưu tiên hàng đầu cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Cuối năm nay sẽ đưa vào vận hành cái khu công viên phần mềm số 2 để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực và thiết kế chip bán dẫn. Sắp tới chúng tôi sẽ thúc đẩy nhanh các cái phân khu, đặc biệt là cái phân khu sản xuất và phân khu logistics. Những gì chúng tôi đang nghe thấy hôm nay về các ưu đãi mà thành phố đang đề xuất để thu hút nhiều doanh nghiệp AI và bán dẫn vào Đà Nẵng, tôi nghĩ điều đó sẽ có tác động lớn đến tương lai gần của thành phố Đà Nẵng và các mục tiêu đã đề ra. Trong khuôn khổ Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2024, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chính quyền thành phố đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng nhân sự lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Về thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong tuần tới, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông về chiều và tối, do tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua trung trung bộ. Từ ngày 6 tháng 9 trở đi, rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, vì thế vùng mưa dông ở khu vực trung bộ có xu hướng mở rộng về phía Bắc. Dự báo khoảng từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Đối với khu vực Tây Nguyên trong tuần tới là khoảng thời gian gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, trong khu vực phổ biến có mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Có trong khoảng sáng và trưa thì ít mưa nhưng mây nhiều. Về thời tiết biển, lưu ý trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9, ở khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau sẽ có gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh và có mưa dông mạnh. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.